em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Em chào tất cả anh chị em của chúng mình đang xem video của em nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích cho mọi người một cái vấn đề mà rất là nhiều bạn hay gặp lỗi luôn nha. Đó là để bơm ở trong hồ, vì sao nước trong hồ của mình á nó không có được đẹp, mà nó có cái hiện trạng á là mặc dù mình đã làm lắng rồi nhưng mà tầm cỡ khoảng 1-2 ngày, nếu mà anh chị em của chú mình từ ngay chỗ ống lắng á, qua cái dàn lọc tràn có một cái đường ống á, mọi người sử dụng thêm cái túi lọc nữa mà 2-3 ngày nó bị đầy, bị tràn, thì anh chị em của chú mình đừng bỏ qua video này nha. Giới thiệu với lại cả nhà, đây là một cái mẫu hồ của mình mini nha, tầm cỡ khoảng 100 lít thôi, của em Đạt. Mà Đạt nhờ mình tư vấn giùm xem coi là anh Nhân ơi, vì sao hồ của em có để cái máy bơm ở trong hồ, em bơm ra bên ngoài cái ống lắng rồi, làm giống như anh Nhân chia sẻ rồi mà nước không được đẹp, tầm cỡ khoảng 2-3 ngày là cái túi lọc của em nó bị đầy, bị tràn. Anh Nhân có thể nào xem sau đó là phân tích giùm cho em được hay không? Thì giống như từ đầu clip đến thời điểm hiện tại bây giờ, mọi người khi mà nhìn vào cái cách mà làm lọc của em Đạt rất là ok nha. Có nghĩa là từ ngay chỗ hồ chánh mình bơm ra bên ngoài một cái ống lắng, rồi từ ngay chỗ cái ống lắng này Đạt có trùm thêm một cái túi lọc nữa, rồi mới qua cái dàn lọc tràn trả về hồ. Nhưng mà vì sao nước trong hồ của Đạt không được trong, không được đẹp? Mình sẽ phân tích để cho mọi người, nếu mà ở nhà ai đang gặp cái tình trạng tương tự giống như của Đạt thì mình cần thay đổi nha, để cho nước trong hồ của mình đẹp hơn. Cái đầu tiên mọi người cần chú ý là ngay chỗ cái phần máy bơm của em Đạt á, là hầu như là cái phân cách tầm cỡ khoảng 3 cm là nó hút không được nha. Mình cho rằng cái bơm này nó hơi yếu so với lại cái hồ của mình. Mặc dù ở đây là mình chưa chế hút đá hút mặt mà cái lực hút của nó đã yếu rồi. Cái đầu tiên là Đạt cần đổi bơm để cho cái lực hút của mình nó mạnh hơn. Sau đó là mình chế cho nó hút đáy luôn cũng được. Tại vì hồ này của mình thì mini, cái hút mặt của mình nó dơ cũng không nhiều. Còn nếu mà mua được cái bơm mình chế vừa hút đáy vừa hút mặt thì nó ok hơn nha. Cái tiếp theo nữa là từ ngay chỗ hồ chánh, khi mà Đạt dẫn nước ra bên ngoài á, mọi người chú ý là cái đường ống, có nghĩa là đường ống máy bơm bao nhiêu là Đạt sử dụng cái ống bao nhiêu luôn. Mình nói ví dụ như cái ống này của Đạt là 21, khi mà ra bên ngoài cái ống lắng của mình á, Đạt xài luôn cái ống 21 là không có được nha. Tại vì cái bơm này của mình á là ống 21 nó đẩy mạnh, mà khi mà vào trong cái ống lắng nó tiếp tục mạnh nữa thì cái phân của mình nó không lắng được ở bên dưới, nó đảo, nó nát, nó dâng lên trên, và khi nó dâng lên trên thì nó không giữ lại được, và nó qua cái túi lọc, mặc dù là đã có để những lớp Zimat rồi mà nó qua cái chỗ cái túi lọc của mình 2-3 ngày nó bị đầy phân, nó bị tràn, là do là cái lắng này của mình nó không giữ được phân. Thì bây giờ cái cách hữu hiệu nhất đó là mình sẽ đổi cái đường ống vào 60 nha. Mình làm rất là nhiều cái video mình chia sẻ rồi, từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài ống 21 anh em cho nó 21 lên 60, thì khi mà nó vào trong cái ống lắng của mình nó sẽ nhẹ lại, cái tình trạng trong ngay chỗ ngăn lắng của mình nó không bị nát, và nó sẽ giúp cho cái ống này của mình phát huy một cách tối đa. Thì đó là hai cái mà mình góp ý để cho em Đạt coi như là điều chỉnh thôi. Cái đầu tiên là đổi bơm, cái thứ hai là cái đường ống vào trong ống lắng đổi lại thành 60. Mình chắc luôn nha, tầm cỡ khoảng 3 ngày nữa là nước trong hồ của Đạt sẽ trong vắt thôi. Nếu mà không tin, Đạt thử đổi bơm đi, với lại là em đổi cái đường ống vào 60 đi, nếu mà nó không trong anh Nhân chỉnh nha. Còn mọi người nếu mà ở nhà đang gặp cái tình trạng tương tự giống như của Đạt thì mọi người xem lại hai cái vấn đề mình chia sẻ nha. Mình mong rằng video này của mình sẽ giúp ích được một phần nào đó cho anh chị em của chú nào ở nhà đang chơi bể kính mà gặp cái tình trạng có làm lắng rồi mà nước không được đẹp, thì mọi người có thể là tham khảo khắc phục nha. Anh chị em của chú mình xem video thấy những cái Nhân chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.